Hi, chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Leon RT. Video hôm nay mình sẽ giới thiệu về mẫu lăng mini bằng nhựa và mình vừa mới ra mắt. Giờ mình sẽ gắn cặp trao cho nó em nó để hoàn thành luôn. Đây là mẫu lăng mini Bangkok mình vừa mới hoàn thành. Và anh em muốn xem review đó thì anh em có thể qua kênh của Lộm Lộm này. Mình sẽ để link dưới phần mô tả video. Mình gắn tổng thời heo quả trao này vô, tí nữa mình dán cố định là mình sẽ quay sơ sơ một vòng cho anh em xem. Anh em nhớ đón xem video review ở trên kênh Lộm Lộm này nha. Link thì mình sẽ để dưới phần comment hoặc mô tả video.